Zika Audio, nghe chưa đủ thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em sẽ mở hộp cái đầu giải mã mang thương hiệu là FX Audio ạ. Vâng, mã là DACX7, đây là phiên bản cao cấp, được nâng cấp khá là với cái bản DACX3 và DACX6, thì đây là bản cao nhất hiện tại bây giờ, đây là DACX7. Vâng, thì đây là cái hộp nguyên đai nguyên kiện mà bên em cũng vừa lấy về và bên em đưa vào phòng quay, bên em quay lại cái review của sản phẩm, đập hộp. Vâng, đầu tiên thì nó là một cái bìa hộp bìa cắt tông khá là chắc chắn đây ạ. Vâng, đây toàn bộ là tiếng của Trung Quốc và cả tiếng Anh, đặc biệt đây là sản phẩm của Shenzhen đó, của Trung Quốc. Đây thì nói chung là cái vỏ bìa nó làm khá đơn giản vì đây là cái vỏ bìa tái chế đó, cái này là cái hãng này lại rất là thân thiện với môi trường đó. Thì sau đây là em sẽ mở hộp ra các bác nhé. Đây phía bên trong đấy, đây đầu tiên em mở ra. Vâng, rất là chắc chắn, có một cái xốp chống sốc cũng khá là dày đó. Giờ chúng ta mở ra đó, nói chung là cái hãng này làm cẩn thận lắm bạn. Vâng, đây bác nhìn cái xốp này, xốp khay đựng rất là dày dặn nhé, này chúng ta vận chuyển đi xa rất là vô tư yên tâm. Vâng, thì đi kèm những linh phụ kiện thì bên em sẽ giới thiệu. Đầu tiên đó là cái cáp USB, nên là cáp chúng ta có thể lấy tín hiệu từ máy tính, cáp USB màu xanh nhìn rất là đẹp đó. Sau đó là đến cái adapter, đây vẫn ở trong ni lông. Vâng, em sẽ bỏ ra đi ạ. Adapter made in China này, được rằng này chạy 12V 1.0A. Đó, các bác nhớ cắm cái adapter này nhá. Các bác cắm adapter 15 19V là nó cháy đi ạ. Vâng, các bác lưu ý cho em để riêng ra. Vâng, và đi kèm là một cái cổng quang. Cổng quang. Đấy. Đây là hàng đập hộp. Vâng, thì wow, đây là những cái bản hướng dẫn và phía bảo hành của phía hãng FX Audio. QC Pass, đây là những cái đã được kiểm định thì bắt đầu mới có dấu QC Pass. Và đây là những cái thông số, nói chung là toàn tiếng Trung Quốc ạ. Đặc biệt cái hãng này rất là nổi tiếng của Trung Quốc và bán khá là nhiều trên thị trường châu Âu. Cái này nước ngoài dùng cũng khá là nhiều vì đây là cái bộ phận giải mã cho tín hiệu analog hay nhất. Thế đây là những cái thông số đây ạ. Vâng, chipset này, chip X-Mode này, AK4490EQ này, TPA6120 này, AK4118AEQ này và OP275. Nói chung là cái dòng này sử dụng khá là nhiều chip của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Thì bản thân cái hãng FX Audio này không sản xuất được các cái chip mà hãng này phải mua lại những cái hãng chip nổi tiếng trên thế giới để tích hợp lại trong một cái đầu giải mã FX Audio. Và thì đây là nhân vật chính ạ. Vâng, những thông số này thì tất cả là của nhà máy đã đề ra thì đã là rất là chính xác rồi. Chúng ta chỉ việc sử dụng thừa hưởng những cái công nghệ mà hãng đã tích hợp vào trong cái DACX7. Vâng, wow, đây ạ. Vâng, em lần lượt em bỏ ra đây ạ. Vâng, các bác từ từ cảm nhận nhé. Vâng, đây là sản phẩm đập hộp một con nguyên ni lông. Đây ạ. Wow, đây. Lộ diện rồi ạ. Vâng. NFC FX Audio DACX7. Đó. Đó, đây là cái phiên bản X7 này thì có hai phiên bản là màu trắng và màu bạc, màu trắng và màu đen. Thì đây là em lấy mẫu ra là cái màu đen. Đó, thì đây là cái nhân vật chính hôm nay. Ngày hôm nay em muốn khui hộp, đập hộp để cho các bác cùng xem. Vâng đây ạ. Vâng, thì đây là phía trước này. Các bác nhìn phía trước đây ạ. Đó. FX Audio DACX7. Thì tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết về cái vấn đề nội thất phía bên trong. Đây là con cổng phía sau. Cổng phía sau thì tích hợp rất là nhiều tín hiệu đầu vào, micro USB này, cổng USB này, cổng quang này, coaxial này, AUX này, và tín hiệu ra là dây hoa sen, và đây là nguồn là 12V DC 12V made in China. Đó, thì cái khung nhôm này thì được làm bằng nhôm khắc CNC rất là đẹp. Đó, rất là dày các bạn. Nó lăng keng luôn. Đây là giải pháp công nghệ thời đại công nghệ số, thời đại âm thanh số. Vâng, các bác nhìn nó rất là hoàn mỹ, hoàn hảo. Nó tốt cả về chất lượng và đẹp cả về hình dáng. Đó.
Rồi sau đây em sẽ mở nội thất ra cho các bác xem nhé. Vâng, sau khi bên em đã tháo tất cả các ốc ra thì đây là tất cả ốc này là ốc lục lăng các bác nhé. Các bác phải dùng những cái rác thì các bác mới tháo được. Thì đây là ốc bên em đã tháo sẵn ra đây ạ. Vâng, ốc lục lăng. Đó, ốc nhỏ li ti thôi ạ. Vâng, sau đây em sẽ mở ra tất cả những cái linh kiện phía bên trong để chúng ta cứ dễ quan sát. Vâng, wow, đây các bác thấy không ạ? Vâng, đây mới là cái bộ não của cái FX Audio DAC X7. Vâng, đây mới là bộ não đấy ạ. Vâng, thì đây là tất cả những bảng mạch được sản xuất theo dây chuyền của nhà máy, những cái linh kiện tất cả đều làm bằng tự động hết ạ. Cái này thì con người không làm, làm tay chân không làm được đâu ạ. Vâng, các bác quan sát những cái linh kiện nhỏ li ti ạ. Đây là một công nghệ mạch glass. Vâng, dán rất là tỉ mỉ, tinh vi. Và đầu tiên chúng ta quan sát đến đó là một con chip. Đây là chip của hãng AKM. Đây là hãng của Nhật Akami đấy ạ. Vâng, em quay sát vào. Đấy. Đặc biệt cái dòng FX Audio DAC X7 này là được nhập rất là nhiều những dòng chip của những thương hiệu nổi tiếng như của Mỹ, của Nhật. Đó. Mỹ, của Nhật và của Đức. Đây, quan trọng nhất là cái AKM này, xử lý âm thanh này. Con chip này. Và cái chip X-Mode đây nữa đấy ạ. Vâng, chip X-Mode đây này. Đây là cái chip xử lý cho cái cổng tín hiệu nhạc USB. X-Mode đây là của Mỹ này. Đó. Và một cái... Vâng, còn một cái quan trọng nữa là Đức. Đó là cái tụ Guima này này. Các bác nhìn em quay sát vào. Đó, Đức. Đây toàn bộ là những linh kiện là được nhập khẩu ở các thương hiệu nổi tiếng để tích hợp lại trong một cái đầu giải mã FX Audio, mã là DAC X7. Đây là cái thời đại giải pháp công nghệ. Trung Quốc người ta chỉ sản xuất được cái mạch thôi ạ. Mạch này để kết nối với các cái công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đó thì đó là ba những cái linh kiện gọi là chất lượng nhất mà các bác yên tâm sử dụng. Đây là hàng đảm bảo chính hãng. Vâng, và cái này được sản xuất ngày 16 tháng 3 năm 2019. Đây ạ. Đây là sản phẩm mới phiên bản 2019. Còn đây là logo của NFC FX Audio FX DAC X7 V10. Đó thì các bác nhìn quan sát linh kiện. Nó đẹp không tì vết luôn ạ. Nhìn thì chúng ta cảm nhận được nó là cái sự tinh xảo rồi. Và đặc biệt những con trở 5 màu theo tiêu chuẩn quốc tế. Các bác nhìn những con trở 5 màu đây ạ. Đây là theo tiêu chuẩn quốc tế rồi. Thì các bác yên tâm về chất lượng, về sản phẩm, về xuất xứ. Đó. Giải pháp công nghệ số mà. Các bác nhìn rất là tinh vi nhé. Vâng, thì đây là cái cánh bằng đồng được ngăn cách với cái phần nguồn và phần vỉ mạch bên phía bên đây để tránh phần nguồn làm nhiễu tín hiệu mà khi được vào đây được xử lý. Thì thế nhà sản xuất đã làm cho một cái cánh bằng đồng ở đây để ngăn cách cái độ nhiễu gây ra nhiễu cái tín hiệu mà được xử lý qua những con chip cơ rất là tinh vi này. Đấy, thì đây là cái đáng chú ý ở trong cái phần vỉ mạch của cái FX Audio mã là DAC X7. Đó. Khi mà nguồn điện chúng ta đi vào đây là nguồn này, đi vào đây nó chỉ hoạt động ở phía bên này. Đó, còn đâu là nó không gây nhiễu ở cái phần mảng mạch vì to bên này đấy ạ. Đó là tác dụng của cái vỉ đồng. Đồng nguyên chất luôn ạ. Vàng óng luôn. Quên sầu luôn ạ. Vâng, các bác để ý những cái chân rắc được mạ vàng để cho cái tiếp xúc tốt, cái tín hiệu tiếp xúc nó được đảm bảo và ổn định. Còn đó là những cái gọi là chúng ta cần quan tâm. Mà các bác nhìn thấy không ạ? Tất cả những cái gì đây là X-Mode này. Nói chung là toàn bộ những cái linh kiện của các cái hãng nổi tiếng trên thế giới. Nói chung cái dòng này bán ra sang thị trường châu Âu cũng khá là nhiều. Vì theo em được cập nhật bán rất là nhiều nước châu Âu đã sử dụng cái đầu FX Audio mã là DAC X7. Các bác cứ bảo hàng Trung Quốc nó không ra gì chứ thực sự hàng Trung Quốc nó rất là bền, rất là tốt.
Vì đây tất vì tất cả những cái chip nữa, cái bộ não Trung Quốc người ta nhập về, người ta sản xuất thôi dựa trên cái công nghệ của các nước và bắt đầu phát triển cho mình một cái sản phẩm riêng biệt. Và đặc biệt cái dòng này các nước khác không sản xuất được đâu ạ, chỉ có Trung Quốc thôi ạ. Vâng, đó là cái đầu giải mã Epic Audio DAC-X7. Vâng, thì đó là tất cả những cái nội thất phía bên trong. Vâng, thì hôm nay em giới thiệu chi tiết mở hộp và nội thất phía bên trong. Thì video sau bên em sẽ làm một cái video test nhạc khi mà có đầu giải mã và không có đầu giải mã, thì các bác phân biệt được cái tác dụng của đầu giải mã nó ra làm sao và các bác sẽ hiểu được cái đầu giải mã có tác dụng như thế nào trong bộ dàn karaoke. Vâng, quý vị và các bạn chờ xem nhé. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.